Phim được lồng tiếng bởi Moxie Media Bắc Kinh. Thời kỳ Bắc Dương là một thời kỳ vô cùng đen tối. Quân phiệt hoành hành, gây hỗn loạn không ngừng. Tập đoàn tài chính ác bá, những kẻ luôn bán vũ khí thống trị cả xã hội. Nhưng vẫn có một nhóm người theo đuổi chính nghĩa đang không ngừng phấn đấu, vì họ tin rằng chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng mọi gian tà. Còn ông chủ nào muốn tăng giá nữa không? Có. Tăng thêm một vạn. Đúng rồi. 4 vạn 200 ngàn. Vậy là sao chứ? Tôi không hiểu luôn á. Sao vậy chứ? Ông chủ tự tăng giá cho mình sao? Không được sao? Dĩ nhiên là được rồi. Có điều tôi phải nói rõ ràng luôn. Ông chủ đây mới lần đầu tới chỗ của tôi phải không? Tôi nói cho anh biết quy tắc chỗ của tôi. Còn các ông chủ ngồi đây hôm nay cũng đều là người giàu có. Nếu có ai tùy tiện hô giá chỗ của tôi, làm mất hứng của mọi người, đừng trách tôi không khách sáo. Xem ra cô chính là chủ ở nơi này. Yên tâm đi, quân tử xuất ngôn, tứ mã nan truy. Giao người, nhận tiền. Được. Người đâu? Có. Hãy đưa cô nương đó tới nhà của ông chủ đây, sẵn tiện nhận tiền của ông chủ luôn. Dạ. Đợi đã. Ông chủ hối hận rồi sao? Hối hận thì không phải. Muốn cô ta nhiều tiền như vậy, tôi cảm thấy hơi bị thiệt. 4 vạn 200 ngàn, tôi mua cô. Anh không mua nổi tôi đâu. Cô khoan vội từ chối, tiền không thành vấn đề. Tôi có một món bảo bối tổ truyền vô cùng giá trị. Cô xem cái này có đủ mua cô hay không? Hèn chi có còng nữa. Anh ta là cảnh sát đó. Anh là cảnh sát hả? Mình khách chính hiệu luôn. Chỉ sợ tôi đeo không vừa thôi. Ngăn hắn lại. Dạ. Dạ. Yeah.
sao giờ anh mới tới? Tôi đã nhanh lắm rồi đó. Kèo các anh em nhanh lên, nhanh lên đi. Được, được, nhanh, mau lên. Mấy con gái trong phòng trước đi. Ờ được, được. Đi. Không, mau lên. Nhanh lên. Mau lên. Kẹo cái này mau lên. Mau lên. Mau lên đi. Lên đây. Lên làm gì chứ? Cho anh bắt tôi sao? Tôi sắp không chịu nổi rồi. Hôm nay anh đã cứu mạng tôi, sau này tôi nhất định sẽ trả. Anh định làm gì? Anh định đánh em sao? Sao mà anh nỡ đánh em được chứ? Nói, tối qua đi quậy phá ở đâu? Tối hôm qua, bọn anh đi phá án, cứu được mười mấy cô gái đó. Cứu người? Có cần gần gũi tới như vậy không? Người toàn mùi son phấn. Đừng có nhắc nữa. Má mì tối hôm qua biết võ nghệ, suýt chút nữa lấy mạng chồng của em luôn đó. Anh có biết không, tối hôm qua là Đầu To và Hương Hút khiêng anh về đó. Anh bất tỉnh nhân sự như một con heo chết vậy. Xem vợ của tôi lo lắng kìa. Ê, anh không có sao mà, yên tâm đi. Đừng có phá nữa. Nói chuyện nghiêm túc với anh nè. Hay là anh nói với đồn trưởng Trương, sau này mấy chuyện nguy hiểm như vậy đừng có làm nữa. Được, anh sẽ nói. Hả? Anh biết rồi. Nào. Làm gì đây vậy? Ngồi yên, ngồi yên. Để anh coi con trai chúng ta đá chưa ha. Ngốc quá, mới có mấy tháng làm sao mà nghe thấy được. Ai vậy chứ? Mau đi nghe đi. Alo. Tỉnh rồi sao? Có, đồn trưởng Trương. Có sao không đây? Cảm ơn đồn trưởng quan tâm nha, tôi không sao. Tôi hỏi cậu lát nữa có việc hay không? Không có. Tới đây một chuyến đi. Bây giờ hả? Đúng, ngay lập tức. Được. Ai vậy? À, đồn trưởng Trương. Có chuyện gì sao? Chắc là ở đồn có chuyện gì gấp. Kêu anh tới đó ngay. Sớm vậy hả? Anh ăn sáng rồi hãy đi. Thời gian có chút gấp gáp. Nếu không được thì đừng có làm nữa. Mỗi tháng có 18 đồng mà làm bán mạng à. Ngành nghề của bọn anh, gọi đâu thì phải có đó. Anh đi nha. Ê, chờ một chút.
cầm lấy, tới đồn cảnh sát hâm lại ăn, ăn nguội hại dạ dày. Tối đợi anh về ăn cơm đó. Ừ. Anh về sớm nha. Được rồi. Đồn cảnh sát Giang Thành. Mau thả hết người ra cho tôi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Nhanh lên. Rõ, xin cục trưởng yên tâm, sẽ cho làm ngay. Đi thả người đi. Cái gì? Thả người. Không phải. Vậy tối hôm qua các anh em làm vô ích hả? Đó là ý của cục trưởng, tôi có thể không tuân theo sao? Ba cậu ra ngoài trước đi. Cậu không vui chứ gì? Không vui gì đâu. Anh là đồn trưởng, nói sao thì làm vậy đi. Tôi là đồn trưởng. Tôi là đồn trưởng, chẳng là có quái gì hết. Anh làm ơn nhẹ tay một chút chứ. Nếu không phải lúc trước anh giúp tôi đỡ một phát súng, anh có được làm đồn trưởng hay không chứ? Ê, cậu nói đúng rồi đó. Tôi cho cậu biết, tôi không muốn làm đâu. Rót cho tôi ly nước. Nhanh lên. Bạn với anh chuyện này. Nói đi. Tối hôm qua, 1.000 đồng đại dương mua thiệp mời đó, tôi không bù nổi đâu. Không cần cậu bù. Cậu có biết tối hôm qua cậu đã tịch thu được bao nhiêu tang vật không? Bao nhiêu vậy? 10 vạn đó. Nhiều vậy hả? Của ai chứ? Thiên Long. Tôi cũng mới nghe nói gần đây. Theo như tôi biết, tất cả khu chợ đen ở Giang Thành, ấy, chợ buôn người mà tối hôm qua cậu đã truy quét, có lẽ đều là mối làm ăn của hắn. Cấp trên không ai quản sao? Quản hả? Rất nhiều quan viên đều đã nhận tiền của hắn, chắc đều có quan hệ dây dưa với hắn đó. Người này lợi hại vậy hả? Không chỉ lợi hại, tôi còn nghe nói dưới tay hắn có tứ đại kim cương. 4 người này đều là những người hắn từng cứu, hết dạ trung thành với hắn. Từ lệnh cao, bắn súng cực chuẩn, chuyên phụ trách việc buôn bán vũ khí, là một quân phiệt bại trận. Lưu Nhất Đao phụ trách việc buôn bán nhà phiến, hơn nữa tinh thông về ám sát. Rất nhiều người không chịu hợp tác với Lại Thiên Long, cuối cùng mất tích bí ẩn, có lẽ đều do hắn làm. Một người nữa tên là Nguyễn Linh Lung, tối hôm qua người đã giao đấu với cậu, rất có thể là cô ta đó. Trước giờ cô chưa bao giờ sơ suất. Hàng mất rồi cũng không có gì, nhưng nếu như thể diện cũng mất luôn thì chúng ta thật sự sẽ không còn gì nữa. (Cười)
Có hiểu không? Hiểu rồi. Nhưng trong bốn người này có một người tôi không thể nào điều tra ra. Theo đồn đoán giang hồ, ngoài Thiên Long ra, người từng gặp và biết thân phận thật của hắn, không còn ai sống sót. Tôi muốn tiêu diệt Thiên Long. Ê, đừng. Đồn trưởng Trương yêu quý của tôi, anh tuyệt đối đừng chơi chiêu với tôi nha. Tôi chỉ là một cảnh sát quen, mỗi tháng nhận 18 đồng tiền lương. Càng huống hộ bây giờ Nguyễn Tịnh đang có thai đó. Cút. Không phải, đây là phòng làm việc của tôi mà. Vậy tôi đi. Đồn trưởng Trương, anh giận cái gì chứ? Nói đi cũng phải nói lại, ai dám gây chuyện trong Giang Thành, chắc chắn tôi sẽ không tha đâu. Cậu đó, cậu bớt gây chuyện giùm tôi là được rồi. Ê, phải rồi, lát nữa tới phòng làm việc của tôi một chút. Bên chỗ tôi có tổ yến, đem về cho Nguyễn Tịnh bồi bổ sức khỏe. Ê, ai tặng vậy? Cậu có lấy không đây? Lấy sao không? Mắc cái gì không lấy chứ. Ê, cậu đó nha. Đồn trưởng. Gì đây? Theo tin của người liên lạc, tối nay sẽ có giao dịch thuốc phiện trong Giang Thành. Tôi biết rồi. Có chuyện gì vậy? Đi một chuyến đi. Em xuống. Chậm đi. Từ từ. Chậm thôi. Cẩn thận. Nhanh lên. Nhanh dẹp lên. Tiếp tục. Nhanh lên. Nhanh lên. Động tác nhanh lên một chút. Chất hàng lên hết đi. Nhanh lên. Nhanh lên, theo sát. Phía sau theo sát. Nhanh lên. Không được cử động, quỳ xuống hết. Quỳ xuống. Giơ tay lên, quỳ xuống. Người cảnh sát, có chuyện gì không? Bên trong đựng thứ gì vậy? Đều là thuốc đông y mà thôi. Mở ra kiểm tra đi. Ngài cảnh sát, số hàng này cấp trên đã kiểm tra hết rồi. Vậy cấp dưới là tôi, sẽ kiểm tra một lần nữa. Ê, ngài cảnh sát, đừng. Đừng mà ngài cảnh sát. Phải rồi. Ngài cảnh sát, đây là chút tấm lòng chủ nhân của tôi gửi cho ngài. Chủ nhà ông rộng rãi thiệt đó. Là ai vậy? Thiên Long. Ý tốt xin nhận. Hàng, tịch thu toàn bộ cho tôi. Vẫn còn có người xem luật pháp là quan trọng. Có lẽ cậu chưa nghe rõ, chủ nhân nhà tôi tên Thiên Long. Nếu người nào cũng xem thường luật pháp thì quốc gia còn đặt ra pháp luật làm gì? Còn về Thiên Long mà ông nói, tôi thật sự không biết. Đầu to. Có. Giải người đi cho tôi. Có. Khoan đã. Có dám nói cho tôi biết cậu là ai không? Đồn cảnh sát Giang Thành Diêu Đình Sâm, có vấn đề gì không? Không vấn đề. Hàng, cậu có thể đem đi, nhưng hậu quả tự chịu. Có vấn đề cứ việc tới tìm tôi. Đưa đi. Đi. Tôi biết rồi. Anh Sâm. Ừ? Cục trưởng Châu kêu đưa hàng về. Cái gì? Như vậy không có được. Vẫn nên đưa về đi, nếu không sẽ khó ăn nói đó. Triệu Nguyên. Có. Đem dầu lửa qua đây. Dạ. Tiêu quỷ tại chỗ.
Ông chắc chắn hắn đã nói như vậy chứ? Tôi chắc chắn hắn nói hắn tên Diêu Đình Sâm. Kêu Lưu Nhất Đào tới đây. Dạ. Rót đầy đi. Rót đầy. Uống đi. Nào. Uống nữa. Cạn nha. Cạn. Đã thiệt. Vậy đồn cảnh sát kêu tôi đem giấy tờ tới cho anh trễ đây. Quá vậy, tới liền. Cũng được rồi đó anh Sâm à, chúng ta đi thôi. Đuối rồi. Tôi nói tên nhóc này ăn gian nha. Đây có. Cẩn thận đi, từ từ thôi. Từ từ uống rượu mà cậu còn ăn gian với chúng tôi. Cậu đó đầu to, không có đàng hoàng chúng ta thoải mái à. Sau này mà uống rượu thì phải nhớ trung thực một chút có chưa? Đúng. Em chúng ta thoải mái mà. Nè đầu to, sao đầu cậu to quá vậy? Chúng ta là anh em mà. Uống rượu thôi mà cũng không đàng hoàng. Nhưng đầu cậu to thiệt. Hôm nay vui thế. Bây giờ mấy cậu đúng là khác thường. Tới nhà của tôi đi. Uống tiếp nha. Được. Được. Sao uống tiếp? Không ai được đi đâu hết. Được rồi. Đồ to, cười nữa. Nè, cậu uống ăn gian nha. Không được ăn gian đó. Lần sau uống tiếp. Chắc chắn không được ăn gian nha. Tới nhà tôi rồi. Tới rồi. Nhìn thấy chưa? Chị dâu cậu vẫn để cửa cho tôi đó. Ê, sao mà để từ từ thôi. Từ từ. Xong, cẩn thận. Từ từ nha. Tôi. Quyết tình. Quyết tình. Quyết tình. Quyển tình. Phim được lồng tiếng bởi Moxi Media Bắc Kinh. Đâu có sao đâu hả? Yên tâm đi. Ê, trời ơi đừng phá nữa.
Sao rồi hả? Sáng sớm nay đồng trưởng bị người của cục trưởng đưa đi rồi. Đưa đi rồi? Tại sao vậy? Nói là phối hợp điều tra, nhốt lại rồi. Bà xã, hãy đợi anh nha. Chủ nhân, có chuyện gì? Cảnh sát tới rồi. Vậy kêu quản Dương già đi, dẫn đường cho bọn họ đi. Hay là hãy để tôi đi, mấy người này võ công được không kém. Tôi lo lắng quản gia Dương sẽ... Cô lo lắng cho quản gia Dương hay là lo lắng cho kẻ khác? Cứ để quản gia Dương đi đi. Nếu cảnh sát giúp tên phế vật đó giúp tôi lại đỡ lo hơn. Mùi hương này sao vậy anh Sâm? Đồ to, đợi tôi ở ngoài cửa. Tiên sinh muốn cắt tóc hay cạo mặt? Cạo mặt. Bên này. Nhìn mặt của tiên sinh chắc là người từ nơi khác tới. Người dân thành. Người làm ăn sao? Buôn bán nhỏ thôi. Người tới đây đều là người làm chuyện lớn, không phải quan thì là cướp. Anh nói sai rồi, tôi không phải là quan, cũng không phải là cướp. Chỉ cần anh không phải tới nhầm vào tôi thì là ai cũng vậy thôi. Tiên sinh nói đùa rồi, tại sao tôi lại nhắm vào anh chứ? Xà phòng thơm tiên sinh dùng, mùi rất là thơm. Tôi tự điều chế đó. Tay nghề cũng rất tinh xảo. Tôi là lần đầu tiên ngửi được mùi xà phòng thơm tới như vậy. Đây là tôi dùng dầu của hoa sơn trà điều chế thành.
có tác dụng an thần. Chỉ đáng tiếc là mùi thơm đó đến đâu cũng không thể che lấp được mùi thuốc lá trên tay của anh. Khá lắm, rất nhanh nhẹn. Mày là người giết Nguyễn Tịnh? Ồ, thì ra anh chính là cảnh sát đó. Chắc là anh rất muốn biết trước khi vợ anh ra đi đã nói gì hả? Cô ta nói với tôi là đang mang cốt nhục của anh quỳ dưới đất cầu xin tôi. Cô ta cầu xin tôi nể tình đứa nhỏ, hãy tha cho cô ta. Cảnh tượng đó thật là quá tội nghiệp. Thử xuống kìa. Anh Sâm, cứu em. Anh Sâm, anh Sâm,
cứu em. Anh Sâm, vào đây. Lão gia, đưa người tới rồi. Các vị khách quý đại giá quang lâm, Thiên Long không đón tiếp từ xa, dám mong lượng thứ giúp cho. Mấy người các cậu không mời mà tới, thật là không xem bản thân là người ngoài. Là ông đã sai người giết vợ của tôi. Vì chuyện này tôi muốn xin lỗi cậu. Lúc nãy tôi đã cầu nguyện cho quý phu nhân rồi, nhưng mà tôi quên nói với cô ấy, ở địa bàn của tôi giết người là không có phạm pháp. Đầu to! Đầu to! Đầu to! Đầu to! Đầu to! Đầu to! Mong giữ yên lặng. Đầu to! Yên lặng đi. Ở đây là giao đường. Muốn gì thì cứ nhắm vào tôi. Chuyện này không liên quan tới đàn em của tôi. Được thôi, vậy thì tôi tiễn cậu trước một đoạn. Đừng quên, ông đang giết cảnh sát đó. Giết cảnh sát hả? Cảnh sát? Ở Giang Thành, tôi chính là thần của các cậu. Ông tưởng ông ở Giang Thành có thể một tay chế trời hay sao chứ? Cậu xem cái người này, cậu ta không thức thời gì hết. Hôm nay tôi cho cậu chết rõ ràng. Tất cả những người thù địch với tôi ở Giang Thành phần lớn đều đã chết rồi. Những người còn sống, ai nhận tiền của tôi, nhận ở đâu và nhận bao nhiêu, tôi đều ghi trong này hết. Động đến tôi sao? Ai đụng ai hả? Tha cho tôi đi, tôi cầu xin ông tha cho tôi đi. Cậu xem đi, vẫn là thuộc hạ của cậu thức thời. Cậu sợ tôi hả? Cậu ta không sợ tôi. Hơn nữa những người không sợ tôi như cậu ra ở Giang Thành vẫn còn rất nhiều. Tôi thật sự rất muốn thả cậu, nhưng nếu vì cậu mà làm hỏng quy tắc tôi đã đặt ra thì đạo nghĩa ở đâu? Xin lỗi nha. Trường Nguyên, tạm biệt. Triệu Nguyên! Triệu Nguyên! Triệu Nguyên! Nguyên. Yeah, yeah. Đồ khốn kiếp! Muốn chém muốn giết thì nhắm vào tôi nè. Thả Sâm ra đi! Thả Sâm ra đi! Giết gà dọa khỉ, cậu tới gà cũng không bằng. Tôi muốn cậu sống trở về, đem tất cả những gì đã nhìn thấy hôm nay nói với người toàn Giang Thành, kêu họ nhìn đó mà biết sợ. Nếu không thì đây chính là kết cục. Đi đi, tìm thể diện mà cô đã làm mất, đem về đây. Tôi có dao riêng rồi. Tôi nghe Lưu Nhất Đào nói vợ cậu trước khi chết đã mang thai con của cậu đó. Bây giờ tôi sẽ tiễn cậu đi gặp họ, cũng xem như là đã tích đức rồi. Đúng là xui xẻo. Tôi giết người chưa bao giờ ra dao thứ hai. Để tôi. Mạng của người này chính là của tôi, không tới lượt ông. Xem ra mạng của người này không nên tuyệt. Hay là thả cậu ta đi. Không được, dùng đao không thấy máu chính là đại kỵ. Mạng của hắn tôi buộc phải lấy, nếu không sẽ không may mắn. Chủ nhân, cứ nhốt hắn lại trước đi. Ngày mai tìm được giờ lành, tôi sẽ kết thúc hắn. Được.
cô gái nhỏ nhà chúng tôi nhìn trúng cậu rồi. Hay là tôi để cậu sống thêm 2 ngày, chúng ta từ từ chơi nha. Anh Sâm, lúc nãy suýt nữa chúng ta chết rồi. Yên tâm đi, chắc chắn chúng ta có cách thoát ra. Anh nghĩ được cách thoát ra rồi hả? Đừng nói nhiều, đi nhanh lên. Đi. Vào trong. Ai vậy? Thì ra là hai anh bạn nhỏ. Cũng trắng trẻo ghê ha. Các cậu làm phiền tôi ngủ rồi. Tôi không nhìn thấy, xin lỗi nha. Xin lỗi hả? Cho họ học tập đi. Làm gì vậy? Nhớ kỹ chưa? Hai vị đại ca bất giận, chúng tôi đã nhớ nội quy rồi. Vào đi. Chủ nhân, ông tìm tôi. Tại sao cô chưa giết tên nhóc đó? Chủ nhân, thật sự là tôi sơ sót. Chủ nhân, tôi từ nhỏ đã bị bọn buôn người bán vào kỹ viện. Sau đó tôi giết người khách đầu tiên của tôi. Tôi bị nhốt vào nhà giam. Cha mẹ tôi bị sát hại trả thù. Ông đã tới trấn Thái Bình cứu tôi, giúp tôi trả thù cho họ. Kể từ hôm đó, mạng của tôi đã thuộc về chủ nhân rồi. Tôi biết cô là người nhận ơn tất báo, nhưng cô nhớ kỹ cho tôi, sau này đừng bao giờ gạt tôi nữa. Con người cô là của tôi, tim cũng là của tôi. Nhưng nếu trong lòng cô có người khác thì tôi đành phải giết chết hắn. Hoặc là giết chết cô. Cô hiểu chưa hả? Hiểu rồi.
Đêm đã khuya rồi mà cậu đi lanh quanh làm cái gì vậy hả? À, rót nước uống. Mau đi ngủ đi. Tên mập, hôm nay đem cơm tới sớm dữ vậy. Đại ca đi Giang Thành rồi, còn dư lại rất là nhiều cơm, đem bỏ đi thì tiếc lắm. Anh Sâm, mau đưa cơm vào đi. Được. Ăn cơm đi. Cậu mới vô hả? Đúng vậy. Tô này của cậu nè. Anh Sâm, ăn nhiều chút nha. Ăn no mới có sức tìm cách thoát ra ngoài. Vào đây lâu như vậy cũng chưa được ăn đồ ngon như vậy. Nhờ hai cậu đó, đây có thể là cơm đưa tiễn của hai cậu. Ăn đi ăn đi, ít nhất thì tối nay hai cậu chưa chết được đâu. Tiếp ứng lúc 3 giờ, Linh Lung. Theo lời của cô dặn, đã chuẩn bị xong rồi. Xuyên đêm rời khỏi trấn Thái Bình, mãi mãi đừng trở lại. Phim được lồng tiếng bởi Moxi Media Bắc Kinh. Ân nhân, xin nhận của tôi một lại. Sao tôi lại là ân nhân của anh chứ? Anh cứu tôi thì là ân nhân của tôi. Không cần đâu. Anh vẫn nên nhớ cho kỹ, nên giải thích chuyện giết người này là như thế nào. Ân nhân, anh không biết đó thôi. Nhà lao của trấn Thái Bình và nhà lao bên ngoài giống dĩ không giống nhau. Người bị nhốt trong này phần lớn đều là người đắc tội với Thiên Long và Tứ Đại Kim Cương. Giữa các phạm nhân với nhau, giết một người giống dĩ không ai truy cứu. Ân nhân, hôm nay cũng may có anh cứu giúp. Sau này cái mạng này của tôi chính là của anh. Không chừng tôi không sống nổi qua ngày mai đâu. Tôi nghĩ chưa chắc. Thank you.
Về rồi hả? Những người khác trong đồn đâu? Hôm nay chỉ có tôi trực ban, những người khác đều về hết rồi. Tôi không cần biết cậu gọi điện thoại hay là đích thân tới tận nhà kêu. Bây giờ tôi muốn cậu tập trung tất cả các anh em lại đồn cho tôi. Có hành động nhanh. Rõ. Vào trong. Đi mau. Mở đồ. Tôi biết có cửa sau, đi theo tôi. Đi đi. Mẹ nó, cái tình khốn này, xém chút nữa bắn trúng tôi rồi. Sao cô lại tới đây? Anh điên sao? Tiếng súng sẽ khiến người ta phát hiện đó. Nhưng mà lúc nãy hắn phải làm sao? Việc phòng thủ trấn Thái Bình do tư lệnh cao phụ trách. Người này không dễ đối phó như tôi đâu. Đợi ông ta tới thì trễ rồi. Hãy đi cùng tôi. Đi. Đi, đi. Lệnh, phạm nhân trốn rồi. Cái gì? Đuổi theo. Đuổi theo, mau đuổi theo. Nhanh lên, mau lên, mau lên, nhanh lên, sát đi. Nhanh lên, đuổi theo đi, nhanh lên. Như vậy đi, chúng ta chia nhau ra chạy, tập hợp ở ngoài thành cửa nào. Người anh em, anh đi dừng hút đi trước đi. Anh gạt bọn họ, anh không rời đi đúng chứ? Tôi tới là để giết Thiên Long. Không giết được hắn, tôi không đi đâu hết. Càng không muốn để anh em của tôi phải phí thêm một mạng vô ích nữa. Có tôi ở đây, tôi không để cho anh đi đâu. Anh cơ bản đó không lại Thiên Long. Không trả được thù thì tôi sẽ không đi. Nếu sớm biết vậy, chi bằng tôi đừng cứu anh. Vậy đi, tôi và anh đánh một trận. Nếu anh thắng thì anh đi. Còn nếu anh thua, anh buộc phải rời khỏi trấn Thái Bình. Được, cứ làm theo lời cô. Cẩn thận. Thank you.
Bọn đủ không? Chúng ta phải. Dương Húc, Dương Húc, Dương Húc. Ân Nhân, đây, người anh em này. Dương Húc, Đình Sâm, chuyện này là sao đây? Những người khác đâu? Chết rồi. Chết rồi. Nửa đêm cục trưởng Châu thả tôi ra, tôi vội đem theo các anh em tới tiếp xúc với cậu. Dương Húc, là anh đưa đồn trưởng Trương tới đây sao?
tôi và người anh em này lạc nhau. Tôi cứ chạy ra hướng ngoài trấn, kết quả thì gặp anh cảnh sát này. Anh ấy nói biết anh, cho nên tôi đưa anh ấy tới đây. Nói như vậy, anh vừa mới tới trấn Thái Bình à? Xin lỗi Đình Sâm, tôi đã tới trễ rồi. Vậy cái này tại sao lại ở đây chứ? Anh đã giết Dương Húc đúng không? Tôi hỏi anh, tại sao lại giết Dương Húc vậy? Muốn trách chỉ có thể trách Dương Húc tỏ ra thông minh. Dương Húc, đồn trưởng Trương, sao anh lại ở đây? Cục trưởng Châu vừa thả tôi ra, tôi liền đem theo các anh em tới để cứu các cậu. Chuyện này là thế nào? Thiên Long đã bị tôi trừng trị ngay tại chỗ rồi. À phải, Đinh Sâm đâu? Anh ấy đang bị tư lệnh cao dây rồi. Mau đi với tôi. À phải rồi. Thiên Long nói hắn có một cuốn sổ, trong đó có ghi lại tên tất cả các quan viên hắn đã hối lộ. Ở đâu? Tôi biết chỗ, để tôi đi lấy. Tìm thấy rồi. Vất vả rồi người anh em. Nếu như không có cậu, tôi thực sự không biết là có cuốn sổ này. Cảm ơn nha. Anh đã lấy được cuốn sổ rồi, tại sao còn quay lại tới cười nhạo tôi sao? Hay là anh muốn giết luôn cả tôi để đảm bảo không có sơ suất gì? Không, hai chúng ta là anh em cùng lớn lên từ nhỏ, tôi chưa bao giờ muốn giết anh. Im miệng, không cho nhắc tới chữ anh em. Là anh em mà anh sắp đặt mưu kế khiến tôi tiêu diệt Thiên Long giúp cho anh. Là anh em mà anh tự tay nổ súng bắn chết đồng nghiệp cộng sự của anh bao nhiêu năm nay. Là anh em mà anh xem thường pháp luật của đất nước như vậy hay sao chứ? Đình Sâm, tôi có cái khó của tôi. Thiên Long, hắn có thể từ một tên lưu manh nhỏ trở thành có hết mọi thứ như ngày hôm nay. Tất cả của tất cả đều là tôi giúp ông ta có được. Bây giờ ông ta có mọi thứ rồi thì bắt đầu không xem tôi ra cái gì. Tôi có thể nói thật cho cậu biết, tất cả mối làm ăn của Thiên Long thật ra đều có cổ phần của tôi. Bây giờ thì khác rồi, Thiên Long đã chết. Có thể nói tất cả mọi thứ bây giờ là của tôi. À không, không phải của tôi, là của chúng ta. Cậu muốn cái gì nữa? Hả? Vậy còn Nguyễn Tịnh thì sao? Nguyễn Tịnh không hề nằm trong kế hoạch của tôi, đó là một sự cố. Nguyễn Tịnh đang mang thai con của tôi đó. Nè, dừng lại. Bỏ súng xuống. Bỏ xuống. Đình Sâm, tỉnh lại đi. Tôi hoàn toàn có thể dùng súng bắn chết cậu, nhưng mà tôi không làm như vậy. Cậu biết tại sao không? Bây giờ người đó chết rồi, cuốn sổ đã nằm trong tay của tôi. Cậu có biết như vậy có nghĩa là gì hay không? Tôi không còn là một đồn trưởng nhỏ nhoi nữa. Tôi có thể nhanh chóng lên làm cục trưởng, thậm chí là thị trưởng. Chuyện của Nguyễn Tịnh tôi có thể bù đắp cho cậu. Cậu còn muốn gì? Muốn tiền. Tôi có thể cho cậu một nửa mối làm ăn của Thiên Long. À, cậu muốn làm quan, khi tôi ngồi lên vị trí nào, tôi mua một vị trí giống như vậy cho cậu. À, đúng 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 đúng, là phụ nữ có đúng không? Chỉ cần cậu muốn, tôi có thể cưới cho cậu 10 cô vợ, 20 cô vợ. Chỉ cần cậu muốn, cậu có thể cưới 100 cô vợ. Sao cậu có thể trở thành như vậy chứ? Bất kể tôi trở thành như thế nào, cậu mãi mãi là anh em tốt của tôi. Anh em của tôi đã chết hết rồi.
Quên giới thiệu với cậu, người này là người đứng đầu trong tứ đại kim cương, Tôn Võ. Nhiều năm trước tôi đã cài anh ta ở bên cạnh của Thiên Long, vì sợ có một ngày Thiên Long sẽ phản tôi. Vốn dĩ tôi để hắn trong nhà lao tiếp ứng cậu, nhưng mà bây giờ xem ra đáng tiếc rồi. Giết chết Đình Sâm, tất cả những gì tôi hứa lúc nãy đều sẽ thuộc về anh. Mau lên, đuổi theo. Mau lên. Giải quyết từ cảnh sát đó đi. Được. Yeah.
Bắn đi. Tôi đã nói với anh, mạng của anh là của tôi. Anh làm nhiều như vậy có đáng không? Tôi còn sự lựa chọn sao? Phim Việt lồng tiếng bởi Moxi Media Bắc Kinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.